quý vị, mật độ phương tiện từ các hướng Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Láng về nút giao ngã tư Sở hàng ngày rất lớn, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm sáng và chiều. Tình trạng ùn tắc tại khu vực nút giao này cũng thường xuyên diễn ra hơn khi tuyến đường vành đai 2 trên cao thông xe. Mặc dù đã có nhiều giải pháp để điều chỉnh phân luồng giao thông tại khu vực này, nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông tin cho biết, trong quý 4 năm 2023 sẽ triển khai kế hoạch cải tạo xén hè, giải phân cách, điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao ngã tư Sở. Theo đó, Hà Nội sẽ xén giải phân cách dưới gầm cầu ngã tư Sở, mở thêm làn chờ cho phương tiện đi thẳng về đường Láng. Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, thì diện tích có thể mở rộng không quá nhiều. Ngoài ra, cũng trong quý 4 năm 2023, để giảm tải phương tiện từ ngã tư Sở dồn về nút giao Láng Yên Lãng, cơ quan chức năng sẽ mở rộng nhánh rẽ từ đường Láng vào Yên Lãng dưới gầm đường sắt trên cao. Về lâu dài, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các sở ngành thành phố xem xét nghiên cứu bổ sung các tuyến rẽ đảm bảo khoa học phù hợp với